Một thông tin mà các em học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 02 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Theo đó, từ tháng 2 năm 2023 sẽ có những sửa đổi quan trọng liên quan đến đối tượng và điều kiện dự thi, số lượng thí sinh, hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Theo quy chế sửa đổi, đối tượng và điều kiện dự thi thì thí sinh là học sinh đang học ở cấp trung học phổ thông, có xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên theo kết quả cuối kỳ hoặc năm học liền kề với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi. Đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi, trừ đơn vị dự thi Hà Nội, có tối đa 6 thí sinh. Đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong 2 kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tăng đến tối đa 10 thí sinh. Đội tuyển mỗi môn thi của đơn vị dự thi Hà Nội có tối đa 12 thí sinh. Về hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, yêu cầu học bạ chính của cấp học trong trường hợp kỳ thi được tổ chức trước khi kết thúc học kỳ 1 của năm học, hoặc phiếu xác nhận xếp loại hạnh kiểm và học lực của học kỳ liền kề với kỳ thi của từng thí sinh, có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường trong trường hợp kỳ thi được tổ chức ngay sau khi kết thúc của học kỳ 1 năm học. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 2 năm 2023.